đội Thác Công Lipa, nước thân thể nguyên bản lên của mày. Hey yo, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình. Và tiếp tục là một cái con game Mutakan. Và nhớ anh em nào chơi trên cái nền tảng mobile thì các em có thể là tải một cái app là UG Phone, một cái đám mây, một cái điện thoại ảo cho anh em để treo nhiều tab nhất có thể, không nóng máy, không tổn hại pin nha anh em. Cái đó mình đã có làm những cái video hướng dẫn và những cái review để cho các anh em vào xem, có những cái video hết nha anh em. Vào kênh Trải Nghiệm TV của mình là có hết. Vào hôm nay là vào thẳng vấn đề mà đã hứa hẹn với các anh em cách nay cũng một tuần hai tuần gì đó. Thì khi con game nó đã mới ra, anh em bảo test con Natkin đi. Con Natkin cực kỳ đam to và hiện tại mình đang cộng cái móc game máy. Hiện tại mình đang cộng là sức mạnh 4300, nhanh nhẹn mình lấy chuẩn cho nó là 1k, năng lượng thì mình chỉ cộng là 500. Thì hiện tại các anh em thấy là cái sức khỏe của mình, năng lượng của mình và cái lượng đam của mình lên, khi mà mắc đam là 10600, những cái đam thường, đam nhỏ của mình là 4000, 6000, 8000, khi mà mắc đam nó sẽ lên là 10000. Thì ở trong một cái con Clash Datkin, nhiều anh em BG đã có chia sẻ với mình nói là cộng vào mana tầm khoảng là 2k, NE là 1k, còn bao nhiêu thì cộng hết vào XTG, thì mình sẽ test luôn cái đường đó cho anh em xem là nó sẽ lên được bao nhiêu nha anh em. Hiện tại cái móc cộng của mình như vậy, anh em xem lại một lần nữa nha. Và mình sẽ chuyển sang từ sức mạnh sang qua bên năng lượng tầm 1k5 nữa, xem là cái lượng đam của mình có nhích nhỉ hơn được chút xíu nào không. Hiện tại mình đã phân bố điểm ra thành công, ở trên sức mạnh là 2800, Angry thì giữ nguyên 1k, HP không cộng, năng lượng thì cho nó lên 2k, và mình ra xem cái lượng đam cái máy lên được bao nhiêu. 11700 thì cộng bên cái phần mana thì cho chúng ta lên 11700, còn cộng mà thiên về cái hướng XTG nó chỉ lên đâu đó là 9k, 10k đảo lại. Thì như vậy các anh em cộng vô năng lượng, các anh em sẽ thêm được 1k mấy nữa nha anh em. Rất là tuyệt vời luôn. Khi mà các anh em reset càng cao thì các anh em sẽ có một cái lượng đam càng cao nữa. Nhưng mà cái móc của anh em chia sẻ là NE các anh em chỉ cộng với một cái móc là 2k, rồi các anh em để đây thôi, các anh em không cần phải cộng thêm nữa. Có bao nhiêu các anh em có cộng vào nhanh nhẹn để giúp lấy tóc lấy thủ, hoặc là cộng vào sức mạnh để mình lấy được một cái là lượng đam cho nó to nhất có thể. Hiện tại thì mình đang sử dụng skill là xé kiếm, và mình chuyển sang một cái skill đâm gió sẽ như thế nào thì mình sẽ hủy skill đi, rồi các anh em bấm vào một cái kỹ năng là đâm gió. Đâm gió thì mình thấy nó sẽ là one hit hơn. Đâm gió đam thường của mình lên là 12k, để cái đam tuyệt vời nó lên được bao nhiêu. Đam tuyệt vời nó lên là 12400, đam thường thì nó lên là được 11000 9000. Qua mình chuyển sang một cái là chém băng xem nó sẽ như thế nào nha anh em. Ở đây mình đã có một cái kỹ năng chém băng. Kỹ năng chém băng thì nó rất là tù túng anh em ạ. Nó bị delay rất là lâu, nhưng mà cái lượng đam của nó cho ra không có quá nguy hiểm. Lượng đam của nó cho ra chỉ là 5k 6k thôi. Max đam nó chỉ lên có 9k, nó không có nói lên được cái độ nguy hiểm nha. Khi mà đam to nhất thì các anh em dùng một cái là đâm gió. Các anh em dùng kỹ năng khỏe nhất, đam to nhất thì các anh em sử dụng cái đâm gió cho mình. Khi mà đâm gió thì mình khuyên anh em đi boss hay là đi BK thì các anh em đâm gió. Còn farm một ở cái bãi quái thì các anh em dùng cho mình là kỹ năng là sấy kiếm. Vì sấy kiếm là chúng ta sẽ kết liễu quái nó sẽ lẹ hơn, vì mình sẽ quánh nó bao quanh hơn. Còn khi mà đâm gió thì mình chỉ đơn mục tiêu, các anh em thấy không? Nó đơn mục tiêu cái con kế bên đây mà nó cũng không chịu chọt luôn. Nếu mà các anh em chỉnh cái tầm đánh của các anh em cao lên tầm khoảng 3-4 thì nó sẽ đi kiếm quái nó quánh nha. Thôi thay vì như vậy thì các anh em chỉnh qua một cái kỹ năng là sấy kiếm cho mình, chỉnh ở một cái tầm 3 thì nó chỉ là ở lẳng quẳng cái bãi quái của mình thôi. Và các anh em biết cái tầm skill của mình bao nhiêu để các anh em cho nó ở đó, nó farm nó không có chạy đi khỏi bãi quái của mình á, thì các anh em bấm vào từng cái skill. Ví dụ là một cái skill là quần trăng khuyết thì mình đã nói rất là nhiều rồi anh em, mà mình nói quần trăng khuyết nó đâu có sai, đó là kỹ năng mon lát nha. Thì ở đây khoảng cách sử dụng là 4, tiếp theo sẽ kiếm là khoảng cách sử dụng là 2, và đập băng khoảng cách sử dụng là 5. Thì cái này các anh em cộng bên hướng là NE các anh em dùng combo. Và tiếp theo một cái kỹ năng là chọt gió. Đâm gió thì chúng ta chỉ có khoảng cách là 2 thôi, và một cái kỹ năng ở trong cái vũ khí chỉ có là 2. One last là quần trăng khuyết này nó được 4 nè, và cái là đập băng thì được 5. Được 5 như gì thì cũng không có nói lên cái độ nguy hiểm lắm, thì chúng ta chỉ để một cái sấy kiếm thôi, nó đã tuyệt vời rồi. Phạm vi sấy kiếm chỉ 2, anh em để 3. Nhiều khi cái con quái nó nhích nhỉ chút xíu, mình có thể là mình chạy lên mình farm quái được, nhưng mà các anh em treo qua đêm hay là các anh em làm gì đó thì các anh em để mặc định cho mình là 2 nha. Nó không có bỏ bay quái nó đi,
dù cho cái con quái nó ở kế một bên, nó cũng không có bỏ ra, nó chỉ là ở ngay cái điểm quái nó xuất phát ra thì nó farm thôi. Thì như vậy anh em treo qua đêm nó cũng rất là dễ, và mình có một cách để mà dí người khác ra, không cho người khác farm. Anh em nào biết thủ thuật này hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video góp ý cho kênh càng ngày càng phát triển nha anh em. Còn nhớ anh em nào chưa biết thì cái clip sau mình làm cho anh em biết luôn, là mình xua, mình đuổi, mình đẩy người ta ra cho người ta vô một cái góc nào đó, rồi mình quay lại đó mình treo mình lên. Qua một đêm thì người ta mới ngủ thức dậy, người ta mới vào trong đó người ta canh. Thì trong một đêm đó mình đã farm rất là nhiều anh em à. Có một cái kỹ thuật đó và chỉ có một con Clash làm được thôi. Và những con Clash khác thì ở những cái phiên bản khác thì có con Sum làm được, con Nách Quay làm được. À, nói tới đây anh em nói à, cái quần đùi cái này là tao biết rồi. Thì anh em nào biết thì mạnh dạn comment góp ý nha. Và trong đây thì mình có một cái nhóm Zalo của một cái xe sành là Muta Căng xe sành 6. Anh em nào có vào thì vào nha, chừng nữa mình sẽ để cái đường link tải nè, để đường link tải cái ứng dụng là UG Phone nè, và để một cái nhóm Zalo anh em có thể là vào trong đó nha. Hơn 30 mạng rồi anh em ơi, mà ngó cái bộ gió trong đó là chỉ một số anh em chơi tầm quyết thôi, còn một số anh em thì vào trong đó xin đồ các kiểu, xin không được thì out. Và mình nói trước cái con game này á, thì anh em nào cũng phải cài từ bước 1 cài lên. Nếu mà có cái code fan cứng như mình nè, mình nhận được cái code fan cứng thì mình chạy đâu đó tầm khoảng là 2 ngày thì sẽ được là 20. Với cái cư vị là cài chay không ghi set tại chỗ, phải chạy đi vừa làm vừa chạy thì 2 ngày. Nếu anh em nào mà ăn ngủ với game luôn tầm khoảng là một buổi là lên được 20. Còn nếu mà anh em nào có điều kiện chút xíu nạp vô 100k 200k, cái anh em farm trên đầu không có được bao lâu hết là nó lên bà nó 20 lần rồi anh em à. Không chỉ 20 lần mà sợ anh em là mắc pin bằng với top luôn. Hiện tại top bây giờ vào trong ship hạng top bây giờ là 69, thì các anh em có điều kiện các anh em nạp vô cái T-Bone, các anh em ở vị trí tại chỗ, anh em lên một cái map cho cao nhất có thể. Như ví dụ anh em cho cái liver đầu của mình lên trên map 300, anh em lên trên Vulcanus có thêm một người kẹp nách kéo, các anh em cứ việc ghi set ở tại chỗ cho mình, thì có một ông kẹp nách ông kéo đó rồi, thì các anh em trong vòng một buổi sáng các anh em chạy bằng top luôn. Và có một cái điều hay là cái con game này nó cũng như cái con game bên là LOK2, mình còn gọi là LOK2, thì LOK2 của mình là top nó sẽ giới hạn một ngày 3 lần, 5 lần, còn người chơi sao là không có giới hạn, vô tư, thoải mái anh em. Chạy từ nào mà chạy hết nổi, chạy mắc ghép, chạy là tuột quần thì thôi, chứ không có mà giới hạn lại nha. Và mình vào trong đây mình sẽ review cho anh em biết luôn một cái bộ đồ trên người của mình cực kỳ đẹp nha anh em à. Mình sẽ bán ba cái viên lai này để mà mình kiếm được một chút xíu T-Bone dồn qua bên con ghép. Và con ghép của mình á thì hôm nay nó đã lên được 57 anh em ơi. Cái lai trước nó chỉ 51 thôi, mình đã gom được trao nè, gom được cờ ghe. Thì khi mà lên cao là các anh em mỗi một lần các anh em sẽ tốn là 20 mét gen, kèm theo đó là hai chao hai cờ re. Và cờ re bây giờ mình mới mua hồi trưa là 14 mét một viên, chao thì mình mua là cũng 14 mét một viên. Có cái like trong cái like kỳ rồi mình mua hơi hố, mình mua tới là 25 mét một viên, nó hơi hố tí xíu nhưng mà không sao, tại vì anh em dân cài với nhau xong mà lâu lâu mình ủng hộ tí gì mà. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái bộ đồ cực kỳ là huyền thoại, cực kỳ là kỷ niệm, còn gọi là bộ đồ gồng xanh. Những cái phiên bản khác nó sẽ đổi là phượng hoàng set cấp 6 anh em à. Ở đây cho chúng ta chống đỡ là 52 khi mà chưa cộng gì hết, sức mạnh yêu cầu là 641 và nhanh nhẹn yêu cầu là 207, dùng cho kỵ sĩ. Khi mà các em làm nhiệm vụ lên cấp 1, cấp 2, 220 thì các em sẽ mặc được một cái bộ đồ set gồng xanh. Và các em đừng có mà lăn tăn, chút xíu nữa mình sẽ cho anh em biết siêu phẩm nó là cái gì. Tiếp theo là mình sẽ có một cái áo, một cái áo mình có thêm cái dòng lúc, anh em có thể là kiếm được cho mình là full bộ lúc để kiếm làm gì anh em. Ở đây nè, tỷ lệ sát thương tối đa 5%. Sát thương tối đa là cái sát thương màu xanh chứ không phải là màu xanh lá cây nha, là cái sát thương tối đa. Khi mà cái màu xanh lá cây là sát thương hoàn hảo nha. Thì ở đây là lực chống đỡ của cái áo nó sẽ dày hơn chút xíu, nó sẽ là 63, và cấp độ yêu cầu để mặc được cái áo là 662 và yêu cầu nhanh nhẹn là 215, vì cái áo là cái món nặng nhất nhưng mà cũng chưa có nặng bằng cái vũ khí đâu. Theo là mình sẽ có một cái quần, một cái quần của mình chưa có dòng lúc qua, mình đã lượm được một cái quần lúc rồi, chừng nữa mình sẽ sang qua cho nó có được nguyên một cái bộ lúc, cho nó lên được một cái đam tuyệt vời. Thường thường cái đam đó là cái đam tuyệt vời, cái đam lúc nha anh em, là lên mắt đam nó sẽ cao hơn hiện tại chút xíu. Và đây lực chống đỡ chỉ có 54 thôi, cấp độ yêu cầu nè 626 và nhanh nhẹn yêu cầu cũng là 201. Tiếp theo là mình sẽ có một cái tay, cái tay này mình tới cộng 3 lận. Đồ nó sẽ ra random, mình chưa thấy đồ cộng 6 nhưng mà cộng 3 cộng 4 là nó có ghê nha. Ở đây là lực chống đỡ là 46 nè, tốc độ là 6. Khi mà cầm cái tay lên nó sẽ có thêm một dòng tốc độ. Và các anh em cái mũ nè, cái mũ là không có nha, cái áo là không có, và các anh em để ý cái đó nha. Khi mà mình có cái tay nè, và tiếp theo là mình sẽ có một cái chân là tốc độ di chuyển. Khi mà mình mặc một cái tay lên là mình sẽ có tốc độ tấn công, và mặc cái giò nó sẽ có là tốc độ di chuyển. Một số anh em vào chơi trải nghiệm có để ý là sẽ biết, còn không có để ý thì nó sẽ tù túng hơn chút xíu. Lúc trước mình đã có
có mở ra những cái event chạy đua thì nhiều anh em là lột đồ ra nhưng mà chơi ăn gian bỏ lại cái chân anh em, thì mình sẽ nhích nhỉ hơn người khác chút xíu, nhưng mà cái đó không sao, tại cái đó là người ta dùng cái mẹo mà anh em. Tiếp theo mình vào mình review tiếp. Ở trên người là có một cái win này nó nằm trong một cái core đen phanh cứng là một cái win quà gấu là sử dụng được 7 ngày, còn những cái phụ trợ là tăng S, tăng HP rồi tăng mana thì nó chỉ sử dụng được 3 ngày thôi. Và nôm na là cái con mình ngày mai nó đã hết những cái bùa đó rồi, chỉ là còn gấu và còn win cho chúng ta được 7 ngày, rất là ngon lành. Trong vòng 7 ngày các anh em có thể là đầu tư cho mình, trong vòng 7 ngày ngắn ngủi của một cái core đen phanh cứng anh em có thể là chạy bằng top, nhích nhỉ hơn top. Vì sao nhích nhỉ hơn? Mình nạp tiền nhiều hơn nó, mình mua đồ dập nó luôn anh em à, reset bằng nó, có tiền hơn nó dập nó luôn, chuyện bình thường. Trên người của mình á thì mình có một bộ nhẫn và dây chuyền, cái này nó sẽ bán ở bên là Davias, mình đã có review rồi, nhưng mà một số anh em vẫn còn dính bẫy là mua của những ông kia, ông mua ông treo lên làm cái gì anh em à. Cặp nhẫn của mình thì mình cho nó hồi mana, nhưng mà một cái là hơi bắt cặp tí xíu, mình tưởng cái con này nó sẽ ăn mana dữ lắm luôn và nó không có ăn mana nha, cho nên mình sẽ chuyển qua cái cặp nhẫn này qua bên phần HP đặng mình đi BK qua nói dòng nói do nói tới nói lui tự giờ né cái cặp đao. Các anh em nhìn vô tự giờ là các anh em biết xà cái con DK, cái phiên bản này nó cầm được một cặp đại long đao rất là quyền thoại. Lúc trước mình đã có review với anh em rồi, cái con DK trên bản chánh thống của BC nó chỉ cầm được một tay cái đại long đao thôi, kèm theo đó là một cái set gồng đen, một cái win một thì nó đi boss, nó đi tới đâu ha là người ta ngưỡng mộ, người ta la làng la sớm rất là nhiều. Còn bây giờ khoan, tôi cầm hẳn luôn một cặp này anh em, và một cây đại long đao của mình, cái lực tay cho nó là 217, khi mà max pin lên là 237, ở đây là tốc độ là 35, độ bền là 86 nha, mạnh yêu cầu là 504 và nhanh nhẹn yêu cầu nè 191. Thì ở đây là vẫn là kỵ sĩ mới dùng được nó, là nhiệm vụ 220 cái này mới dùng được. Và bên đây là mình có một cây đao mà nó có thêm cái kỹ năng, và vũ khí có kỹ năng hiếm nhất mắc nhất bây giờ là chỉ có là cái con MG thôi, cái cây ảo ảnh đao, nó có thêm một cái kỹ năng quét. Và một số anh em nói là kỹ năng quét đó nó không có được đâm to, nhưng mà mình thấy á, nếu mà chơi Magic mà thiếu cái quét thì cả như là nó hơi bị lỏng chút xíu anh em, nó không được cái chất mà không được cái hoài niệm gì hết. Chơi Magic là phải có cho mình một cái skill quét, cái skill nào mạnh thì cởi bà nó rồi mình chơi cái quét trước đi, vì khi BK mình sẽ dùng kỹ năng khác, còn khi mà đi farm dùng kỹ năng khác, và vào trong một cái ạc của mình trải nghiệm đó mà làm mình dùng cái một cái kỹ năng khác. Và trên người của mình đeo một cặp đại long đao rất đẹp, mình sẽ qua ngoài đây cho anh em xem, rất là hoài niệm luôn anh em. Một bộ gồng xanh, một cặp đại long đao, nhưng cái này là nó hơi bị sai chút xíu là mình không có mặc được một bộ gồng đen nha. Một bộ gồng đen và một cặp đại long đao kèm theo một cái win một nữa thì không còn điều gì để diễn tả. Và anh em nào có cách phối đồ đẹp hơn, hay hơn, hoài niệm hơn, anh em có thể là mạnh dạn comment vào cuối phần video nha. Ở đây là những cái bút tăng thủ mà ở trên cái like mình đã có quảng cáo review cho anh em biết rồi, ở trên cũng giống hệt, ở dưới cũng giống hệt, và đặc biệt là có cái này để giúp cho các anh em chạy reset nhanh nhất có thể, nó lên tới là 150% kinh nghiệm để cho các anh em, còn 22:34 nữa mới hết. Và cái con này thì mình không có đầu tư gì hết, mình chỉ là làm lên tới cái mục là 20 lần reset free. Các anh em bước qua 21 lên tới bằng top luôn là các anh em phải tốn trao gen cre rất là nhiều, nên những cái này là mình sẽ cho nó ở một cái mốc là 20. Nếu mà có điều kiện chút xíu nữa thì mình sẽ nạp vào để cho nó chạy nhanh nhất có thể. Và mình khuyên các anh em, nếu mà có cái core đen phanh cứng thì các anh em hãy cho vào một cái con nhân vật mà các anh em muốn chạy cho bằng top nha. Các anh em đừng đi lưng lửng, các anh em trải nghiệm thì các anh em không cần đâu. Các anh em trải nghiệm thì các anh em cứ chơi con nào cũng được, farm tới mà từ 1 tới 20 nó rất là nhanh, nếu mà có người kéo, còn không thì cũng rất là lẹ, nó không phải tù túng lắm đâu. Còn những cái con nào mà các anh em quyết định đã chơi trải nghiệm, chơi tâm huyết với nó rồi, các anh em cho nó ăn phanh cứng vô. Các anh em gớt cho mình tầm khoảng là 100-200k, cái này là mình phiên thật ha. Nếu mà các anh em chơi trên mobile, còn chơi trên PC thì các anh em có thể là lồng nhiều ạt vô đó mà mình nuôi, mình khỏi cần gớt lúa luôn, mình vẫn chạy vẫn tốt bình thường. Nhưng mà dù muốn dù không gì, mình gớt lúa mình cũng khỏe hơn cái thằng không gớt, mình reset nhanh hơn nó, cái lượng bon của mình nhiều hơn nó, mình có đồ trước nó. Vì sao? Mình có tê bon, mình mua đồ. Các anh em cài chay cũng vẫn mua đồ được, không phải là không mua đồ được, nhưng mà các anh em phải cài bục mặt ra, bán những cái viên ngọc ra tê bon, hoặc là lấy những cái viên ngọc đó đổi qua đồ thì nó rất là lâu. Còn khi mà người ta đã có gớt lúa rồi thì ta rất là nhanh. Vì những anh em vào so sánh bên cái con game là lót 2 của mình, ôi rồi ôi cái co đe tặng mà làm sao không BK được hết. Các anh em hỡi nghĩ coi, nếu mà tặng cái co đe mà các anh em dí top, gượt top chạy thì mấy thằng top nó lủi đầu nó nạp làm cái gì. Thì bên mình mở cái server ra là nhờ mấy ông top ông nạp vô đóng duy trì server, mà mấy anh em phải đòi tặng đồ để ngang bằng top. Tặng anh em win bằng top nè, ok chưa? Tặng các anh em reset bằng top nè, ok chưa? Cái top nó có gấu cho anh em gấu, top nó có gen cho anh em gen,
Top nó có đồ 2 up, cho anh em hẳn đồ 2 up luôn. Như vậy mà các anh em chưa hài lòng nữa đấy anh em ạ. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Cái con này nó chưa có master nên mình chưa có review. Khi mà có một cái like nào đó mà các anh em yêu cầu nhiều, mình sẽ lên review một cái bản master cho cái con Dachshin này cho anh em xem. Như cái con kỳ gòi, cái con GS thì anh em ủng hộ rất là nhiệt tình. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Video lần sau mình sẽ nói thêm về một chút xíu về cái con DK này nữa nha anh em.